nghiệp làm ăn chắc chắn không nhảy đẹp được thế này rồi. Rồi sau những phút vừa rồi rất là lắng đọng, bây giờ chúng ta lại thấy rằng những giây phút sôi động thì tất cả ban giám khảo lên hết trên sân khấu như này, tôi thấy rất là vui. Và chúng ta ngồi mãi ở dưới kia rồi, bây giờ chúng ta được vận động một chút thì máu có thể lưu thông hơn và chúng ta làm việc được tốt hơn nữa. Các em lại chọn đúng bài tủ của anh Tiểu Thúi luôn. Anh Tiểu Thúi hát bài này rất là hay luôn á. Và bài tủ nhảy của chị, trước giờ thì chị thuộc được hai bài nhảy, trong đó có bài này. Trước giờ em chỉ thuộc được hai bài nhảy thôi. Thế à? Có bài này đó.
là biết là các bạn chọn bài tủ của em có nên thiên vị một tí không ta? Bởi vì màn trình diễn này vừa có sự kết hợp của tất cả các vị ban giám khảo, lại còn trúng bài tủ của mình nữa, cho nên là mình phải chấm điểm cao hơn một chút. Cao hơn hả? Đúng rồi. Thôi hai đứa mình cho 7 điểm đi. Thôi 7 điểm làm gì, 6 điểm đi. Ủa thang điểm mấy vậy? Thế là cao chưa các bé? Cao chưa? Cao chưa? Thế mấy điểm mới là cao? Thích mấy điểm nào? Thích mấy điểm? Các bé đã yêu cầu 10 điểm. 10 điểm. Mình lấy số theo số báo danh nhá. Dạ. Là 11 đi. Ok, cho 11 điểm luôn anh ạ. Rồi anh cho bao nhiêu điểm? Anh cho 11 điểm. Chú Huy Tuấn cho mấy điểm? Chú Huy Tuấn cho 9 điểm. Cô Diệp Lâm Anh chắc chắn không nhảy đẹp được thế này rồi. Không thể năng lượng được như vậy thế. Vậy cô Diệp Lâm Anh nên là sẽ cho các con 1 ngôi sao và 9 điểm rưỡi. Còn anh sẽ cho các em 10 điểm, chắc chắn rồi. Chúc mừng em nhá. Rồi bây giờ chúng ta xuống dưới đây và lấy quà nhá. Đây là quà của em. Đây là kỷ niệm trương của em. Ta-da, của em đây. Nhưng mà có bé rồi. Bye bye nha, ôm miếng rồi. Dê thôi, dê thôi. Dê hơi hững hờ nhỉ. Rồi với các em, em phải xuống mình đợi kết quả nhá. Bọn em rất là tự tin về màn trình diễn của bọn mình ạ. Bọn con đến đây là để giao lưu và thể hiện bản thân ạ. Kết bạn với nhiều người ạ.